Thưa quý vị và các bạn, chiều nay tại trụ sở Ủy ban Nhân dân tỉnh, tỉnh Hưng Yên tiếp nhận một số trang thiết bị xét nghiệm và vật tư y tế phòng chống dịch COVID-19 trị giá gần 10 tỷ đồng từ các nhà tài trợ. Tới dự và chứng kiến lễ trao nhận có đồng chí Nguyễn Duy Hưng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, đồng chí Trần Quốc Văn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 tỉnh. Trong đó, Công ty Phát triển Đô thị Kinh Bắc, Công ty Cổ phần tài trợ trang thiết bị cho phòng xét nghiệm sinh hóa trị giá 4,6 tỷ đồng. Công ty Cổ phần Tập đoàn Hòa Phát tài trợ vật tư hóa chất sinh phẩm xét nghiệm COVID-19 trị giá 3 tỷ đồng. Công ty Cổ phần Flamingo Holding Group tài trợ thiết bị khẩu trang phòng dịch trị giá 1 tỷ đồng và một số doanh nghiệp cá nhân khác tài trợ vật tư y tế trị giá 540 triệu đồng. Các đơn vị thụ hưởng trang thiết bị vật tư y tế được tài trợ này là Bệnh viện Đa khoa Phố Nối, Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật tỉnh và Bệnh viện Nhiệt đới Hưng Yên. Phát biểu cảm ơn các nhà tài trợ, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Trần Quốc Văn khẳng định các trang thiết bị được tài trợ sẽ giúp nâng cao năng lực xét nghiệm của Hưng Yên lên 4.000 mẫu một ngày và tăng cường hơn nữa cho công tác phòng chống dịch của tỉnh, góp phần đảm bảo cho Hưng Yên tiếp tục ở trạng thái an toàn trước dịch bệnh.